giờ hiện đang là 1, 2, 3 giờ sáng gì đó, mình không biết nữa. Nhưng mà bọn mình vẫn quay chưa xong. Thì trong lúc mọi người chờ đợi setup bối cảnh thì bọn mình sẽ tổ chức một buổi talk show nhẹ. Chương trình được mang tên Lần Đầu Hồng Kể. Nhiều người mà. Thì đây là bạn tên là Hồng. Thì là một cái vai diễn bất đắc dĩ. Tại vì đáng lẽ là người được mời không phải là bạn, một người khác. Nhưng mà cuối cùng là người ta không tới, nên là không biết kiếm ai nữa. Tại vì nguyên cái đài này toàn là nam không. Nam không à, có mình bạn thì giờ còn giống nữ. Đã, cho nên mới mời bạn Dơ. Thì không biết là cái cảm nghĩ của bạn khi mà bạn nhận được vai thì bạn có thấy như thế không? Rồi, tắt đèn luôn. Có miếng đèn chưa? Cảm nghĩ của bạn là đèn tắt luôn. Coi nó rất là vui cái bạn. Chưa kịp tả thay. Coi nó rất là vui. Bạn mình làm một fan ST của bạn, các bạn có thể trả lời câu hỏi của mình không? Tại sao bạn lại có cái nickname là Hồng Thúi vậy? Và ngoài ra thì còn có một cái biệt danh rất là đặc biệt nha mọi người, đó là mình không biết cái lý do vì sao hoặc là ở đâu nha. Nhưng mà tự nhiên cái tất cả mọi người khi mà gặp Hồng xong thì đều đặt cho Hồng, đồng loạt đặt cho Hồng cái biệt danh là Hồng Thúi. Bạn có thể giải thích chỗ nào thúi? Em rất thơm mọi người ạ, em thơm á. Không thể nào, tại mình phải thúi thì tao mới kêu mình Hồng Thúi. Bây giờ cho anh camera anh thổi thử coi thơm không. Em thơm từ đầu đến chân luôn á. Anh camera anh thật lắm, cho anh thổi thử coi thơm. Anh thử thử, anh camera năn nỉ anh á, anh thử thử cho em. Mà anh đổi người khác đi. Giờ anh quay người khác đi. Bạn Lay nè. Người quyền lực nhất đoàn phim nè. Nhất trong ekip nha mọi người. Xin chào cả nhà yêu của Kem. Nghe đồn chị này muốn đánh ai đánh nè. Không bao giờ, tôi điền lắm, tôi đánh tôi không mà. Trong nguyên ekip là muốn chửi ai chửi luôn á trời. Xong rồi người ta không làm gì muốn chửi. Xong rồi thôi bà tới make up trả tiền cho bà cũng chửi nữa. Trước khi bà make up là bà còn đánh mình nữa đó mọi người. Thì không biết là bạn Lay tìm ra được rồi chết ổn. Hồng quên nữa, còn một điều nữa là mọi người rất là thắc mắc từ xưa đến nay, đó là mọi người muốn biết là Lay là trai hay gái luôn hả Lay? Đúng rồi đó. Thật ra thì tôi là ô môi kính. Ô môi kính là sao? Là kiểu nhìn nó môi môi mà kín đáo lắm. Là phụ nữ nhưng mà muốn làm đàn ông. Là nhìn giống đàn ông vậy? Phụ nữ là muốn làm đàn ông. Nhưng mà làm đàn ông rồi á thì nó giống phụ nữ. Là gọi là ô môi kính. Bị đồng tính nữ kín đáo. Vậy là cái mà gốc truyền kiếp của Lay là phụ nữ. Yes. Các bạn có tin Lay là phụ nữ không? BDM. Bạn comment ở dưới nha. Rồi tiếp, đây là tới hot girl của chúng ta. Một người có một vai nhỏ nhỏ trong MV của Suzy nên mình cũng cảm thấy rất là vui. Và hiện tại thì cũng đã thấm mệt rồi, nhưng mà nhìn thấy mọi người đang nỗ lực để kết thúc MV nên là mình cũng đang rất là nỗ lực để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mình đã nhận của từ bạn Suzy. Xin chào các bạn. Nhiệm vụ nhận được từ bạn Suzy. Áp lực nha. Nhiệm vụ. Rồi bây giờ phỏng vấn Suzy chứ. Nghe nói hôm nay Suzy bị mọc một lẹo đúng không? Ủa làm gì có? Làm gì có mọi người ơi, mọi người nhìn đi, làm gì có nữa? Làm gì mà còn cục lẹo nào? Trời ơi. Hồi trưa á, hồi sáng mà chúng tôi quay á là Suzy bị mắt bị sưng. Xong rồi Suzy mới vô trong tiệm tay á là mua thuốc, xong rồi Suzy nói là chị bây giờ em đã có việc gấp lắm, em muốn cái mắt của em nó xẹp liền, nên là bây giờ chị bán thuốc cho em đi liều mạnh nhất có thể, bây giờ miễn em chỉ cần nó xẹp thôi, còn thuốc nó dập em điên lên cũng chấp nhận. Nên là hồi chiều giờ là quay kiểu như là mất thời gian rất là nhiều, nhưng mà cảnh quay cũng chưa hoàn thành xuất sắc lắm là tại lý do Suzy bị thuốc dập. À, mọi người đó là mọi người nhưng mà nói chứ giờ cũng xẹp mất cái một lẹo đó là hết cộm luôn rồi. Ủa nãy mới nói cóc lẹo mà. Nó bị sưng mà xui nha, anh cắt khúc này nha, đừng đăng khúc này nha. Xui ghê con. Quay mặt Suzy nè. Nè, quýnh nhỏ bể đầu luôn. Đau không? Trời ơi, chết rồi. Tội quá. Nó nhìn mặt hiền vậy đó mà vũ phu lắm mọi người. Kêu ra quay chưa kịp ra vô quýnh bể đầu luôn. Anh quýnh em, anh còn hỏi gì nữa? Trời ơi, thương quá. Nhỏ hiền muốn chết luôn, quýnh nhỏ vậy. Nguyên đàn ai cũng quýnh luôn kìa. Coi nè, anh quýnh nhỏ này vô ít luôn. Quýnh mặt nhỏ này lên vô ít luôn. Nè, cào nét mặt nhỏ này luôn. Cào mặt con kia như mặt mèo. Hiền nhất trong đây anh có miếng dán lên hai đầu. Đi nhảy không anh? Thôi bay đi bay đi.